Chiều ngày 31 tháng 3, Tập đoàn Hoàng Hà đã tổ chức khánh thành và đưa công trình sân tập gôn Quảng Ninh Gết vào khai thác sử dụng sau một thời gian đầu tư xây dựng. Sau rất nhiều các loại hình dịch vụ vui chơi giải trí ẩm thực văn hóa văn nghệ, sân tập gôn Quảng Ninh Gết là một loại hình dịch vụ cao cấp khác được Tập đoàn Hoàng Hà đưa vào khai thác tại khu du lịch Quảng Ninh Gết để phục vụ du khách khi du lịch đến Quảng Ninh nói chung và đến với Đông Triều nói riêng. Công trình được đầu tư với kinh phí hơn 10 tỷ đồng, gồm nhiều hạng mục khép kín như phòng tập gôn 3D, hơn 30 lai đánh gôn, phòng thay trang phục, khu ẩm thực. Khu du lịch Quảng Ninh Ghét chính thức hoạt động từ năm 2018 và là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của miền Bắc. Tại đây có ba loại hình dịch vụ giải trí chính, đó là khu du lịch sinh thái, khu du lịch trải nghiệm và khu du lịch làng quê. Mỗi khu đều mang tới nhiều tiện nghi và dịch vụ hiện đại như hệ thống khách sạn, nhà hàng và khu nghỉ dưỡng hạng sang. Cùng với đó là hàng loạt hoạt động vui chơi giải trí hấp dẫn như thủy cung, công viên nước, công viên cảm giác mạnh. Bên cạnh đó, nơi đây còn có không gian văn hóa như khu làng trài, khu trồng trọt, khu chợ quê và khu biểu diễn dối nước. Tất cả đều được tái hiện hết sức chân thực nhằm đem tới một không gian du lịch nghỉ dưỡng trọn vẹn cho du khách. Cùng với sân tập gôn, tập đoàn Hoàng Hà sắp tới đây cũng sẽ khai trương một loạt các công trình phục vụ du lịch khác như hotel, resort, hầm rượu hệ thống dịch vụ sông hơi massage karaoke phòng tập gym yoga spa để sẵn sàng phục vụ du khách khi đến du lịch tại khu du lịch quảng ninh gate